Tình bạn trân quý. Ông ơi, ông sang dùng bữa ạ. Ừ, cứ để trên bàn đấy, lát ông ăn sau. Ngày nào con cũng thấy ông lau lau chùi chùi, thế thì lấy đâu ra bụi hả ông? Chắc anh không biết. Những người yêu thích đồ cổ như ta thì có lau chùi thế nào đi chăng nữa cũng cảm thấy chưa đủ. Vâng, nếu huyện ta mà bình chọn những người giàu có về đồ cổ thì ông chẳng thua kém gì nhà buôn đâu ạ. Không không, ta chỉ nhận là người yêu thích đồ cổ thôi, chứ không nhận mình giàu có. Anh đừng có nói như thế, người ta cười cho đấy. Dạ con biết rồi, con đúng là có phước thì mới gặp được người tốt tính lại khiêm tốn như ông. Thôi con đi làm vườn đây ạ. Ừ. Tú ơi, Tú. Dạ ông cho gọi con. Nghe nói ở làng bên có người giao bán chiếc ấm trà cổ, ông sang đó xem sao. Anh trông nom nhà cửa cẩn thận nha. Vâng con biết rồi. Ông đã về rồi đấy ạ. Có mua được đồ không ông? Có. Ôi ấm trà này đẹp quá ông ơi. Đây là một chiếc bình cổ gia truyền nhiều đời. Hắn người làm ra chiếc bình này là một nghệ nhân giỏi và có tâm. Thế tại sao họ lại bán bình này hả ông? Anh ta lỡ sa vào con đường cờ bạc nên phải bán hết gia tài để trả nợ. Khi vừa nhìn thấy nó, ta đã thích rồi, vì ta chưa thấy chiếc bình nào đẹp như vậy. À ra thế, thôi để con mang ấm cất vào tủ nha. Ông rửa chân tay để ăn cơm ạ. Ừ, nhẹ tay thôi kẻo sức nhé. Chà chà, còn gì yên bình hơn. Hôm nay chồng lại đến nhà tôm thế này, sao ông không báo trước, để tôi cho người qua đón. Tôi tiện đường ghé qua thăm ông luôn. Tú ơi, Tú lấy cái ấm ông mới mua hôm trước pha trà nhé. Nhớ rửa thật kỹ vào, không bụi bẩn đi. Vâng ạ. Con mời hai ông dùng trà ạ. Ừ. Mời ông dùng trà. Chà, chiếc ấm này đẹp quá. Sao tôi chưa từng thấy nó bao giờ nhỉ? Ấm trà này tôi mới mua được của một người ở làng bên đấy. Không hổ danh là người sưu tập, chiếc ấm đúng là một kiệt tác nghệ thuật. Ông cũng thấy vậy sao? Tôi tuy có nhiều ấm cổ, nhưng ưng nhất vẫn là chiếc này. Thôi, ông uống trà đi kẻo nguội. Tôi nghe họ nói trà pha bằng ấm này uống rất thơm ngon. Quả đúng như ông nói, vị trà rất đậm đà, mùi thơm, đúng là ấm đẹp, trà ngon. Bạn tri kỷ, tôi có phúc có phần mới quen biết được một người bạn như ông. Kìa, ông nói thế chẳng hóa ra chê cười tôi ư? Mấy khi được ông chiếu cố đến chơi, lại cùng thưởng trà như thế này. Tôi thì chỉ ước có cuộc sống thanh tao, yên bình như ông thôi. À! Tay ông có sao không? Để tôi sai thằng Tú lấy ít thuốc bôi cho mát. Ờ, tôi không sao. Nhưng chiếc ấm... Không sao, ông cứ để đó, tôi bảo thằng Tú dọn cho, không quẹt vào tay chảy máu thì khổ. Tú ơi! Ông gọi con ạ. Anh dọn cho ta đống mảnh vụn này, rồi pha cho ta ấm trà khác nhé. Tôi thành thật xin lỗi ông về ấm trà. Nếu được, tôi xin đền ông cái khác. Ồ, chỉ là một cái ấm trà thôi, ông đừng quá bận tâm. Hôm nào rảnh ghé qua tôi chơi nữa nhé. Nhất định là thế. Thôi tôi về đây, chào ông. Ông ơi, chiếc ấm này ông rất thích mà phải khó khăn lắm ông mới mua được. Vậy mà lúc nãy ông ấy làm vỡ, ông không tức giận, lại còn pha ấm trà khác mời ông ấy. Chẳng nhẽ ông không tiếc ư? Tiếc, ta rất tiếc vì không thể dùng nó để pha nhiều ấm trà khác mời bạn bè. Nhưng sự việc đã xảy ra rồi, có nổi giận hay luyến tiếc không có ích gì. Chi bằng, hãy nghĩ rằng lúc nào đấy ta lại tìm được một chiếc bình đẹp hơn như thế. Nếu lúc đó ta giận dữ thì tình thâm giữa ta và ông bạn kia chắc gì đã còn. Sống trên đời là phải biết kiềm chế cơn giận. Có thể cầm lên, có thể bỏ xuống thì cuộc sống mới an nhàn, thanh tịnh.
còn giữ mãi mối hận thù, tiếc nuối thì chẳng phải đã lãng phí cuộc đời hay sao? Dạ con hiểu rồi ông ạ. À, điều ước với thần chết. Con vẫn học à? Ban ngày vừa học vừa làm thêm mà giờ này còn chưa ngủ. Nhìn con gái của ba thấy thương quá. Ba ơi, con lớn rồi, gần ra trường rồi. Ba không phải lo cho con từng ly từng tí thế. Ba lo mãi cả đời sao được. Cứ để con va chạm dần ba ạ. Ba biết con lớn, nhưng trong lòng của ba, con vẫn mãi là cô bé con ngồi sau lưng ba ngày nào thôi. Eo ơi, thế này sao con đi học xa, rồi đi lấy chồng thì ba ở nhà khóc nhè cả ngày mất. Ờ, con bé này, mà có khi thế thật đấy. Trời ơi, ba! Bác sĩ, tình hình ông nhà tôi thế nào rồi? Bác nhà bị nhồi máu cơ tim, hiện tại đã qua khỏi cơn nguy kịch. Nhồi máu cơ tim ư? Bà cháu bình thường rất khỏe mạnh, sao có thể thế được ạ? Có thể là do chế độ ăn uống, hoặc là do hút quá nhiều thuốc lá gây tắc nghẽn, xơ vữa mạch vành, cản trở cung cấp máu và oxy đến tim, gây nên co bóp nhồi máu cơ tim. Đặc biệt, bác nhà lại tắc nghẽn cả ba nhánh chính của động mạch vành, rất nguy hiểm. Vậy nên, cả nhà phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Không, mình không thể mất ba. Cả nhà không thể thiếu ba. Con xin ông trời hãy cho con một điều ước. Con xin người hãy cho ba của con có thể vượt qua khỏi và khỏe mạnh như xưa. Ngài là... Ta là thần chết. Ngài đến đây làm gì? Không lẽ... Làm ơn đừng mang ba con đi. Con người có số mạng, nhiệm vụ của ta là đến để lấy đi linh hồn, giờ đâu thể van xin mà được. Con xin ngài, nếu ngài cần linh hồn thì hãy đánh đổi cuộc sống của con. Người nói thật chứ? Nếu vậy ta sẽ chiều ngươi. Các ngươi là ai? Tôi là tuổi trẻ, tôi là tình yêu, còn tôi là hoài bão. Cô thật sự muốn đánh đổi ư? Ba cô đã đi một chặng đường dài, còn cô vừa mới bắt đầu cuộc sống. Cô đang ở độ tuổi chớm nở của cuộc đời mình, bao sức trẻ còn đang chờ đón. Còn tình yêu của cô nữa, cô và anh ấy đã ước hẹn bên nhau, đã cùng lên một kế hoạch dài về cuộc sống của hai người sau này. Cô không muốn có một gia đình nhỏ hạnh phúc cùng anh ấy hay sao? Ngoài kia có nhiều thứ tuyệt vời hơn mà cô còn chưa được khám phá. Cô còn trẻ lắm, còn nhiều thứ cần phải trải nghiệm. Ước mơ đi khắp mọi miền của cô đâu rồi? Con gái của ba, con có thích không? Con thích lắm ạ. Con búp bê đẹp nhất trần đời. Không, con mới là con búp bê đáng yêu nhất trần đời. Cả cuộc đời này ba dành cho con gái à. Con xin đánh đổi cuộc sống của con cho ba con. Từ khi con sinh ra, ba luôn hy sinh và cố gắng chăm sóc, bảo vệ, che chở cho con. Cả cuộc đời này, con đổi lấy cho ba con chẳng có gì phải hối hận. Con sẽ đánh đổi tất cả. Xin hãy hoàn thành ước nguyện cho con. Thần chết ơi, ngài đâu rồi? Ngài đâu rồi? Ngài vừa đi đâu? Ngươi đã sẵn sàng đánh đổi chưa? Con đã sẵn sàng. Ngài còn chờ gì nữa hả? Con đã sẵn sàng rồi mà. Nếu sẵn sàng thì ngươi hãy sống trọn hết cuộc đời này đi. Tại sao ạ? Tại sao lại thế? Còn ba con thì sao? Con xin đánh đổi cuộc sống cho ba con rồi mà. Làm ơn đừng đem ba con đi. Ngươi dám hy sinh cho ba mình, nhưng ông ấy cũng vậy. Trong cơn mê man sau khi phẫu thuật,
linh hồn ông ấy có gặp ta. Cả cuộc đời này, tôi luôn sẵn sàng hy sinh cho con mình. Ngày nó cất tiếng khóc chào đời, chính là ngày tôi thấy sức sống mãnh liệt đang động viên mình. Hy sinh cho con chính là điều mà tôi thấy hạnh phúc nhất. Vậy nên, giờ ngươi phải sống thật tốt, tích nhiều việc thiện và trả nghĩa cho đời để đổi lại điều ước này. Hãy sống thật có ích và xứng đáng với sự hy sinh của ba mình, cũng như cơ hội mà ta dành cho ngươi. Vi à, em ở đâu? Ca mổ thành công rồi. Ba, ba ơi. Yêu thương không chờ đợi. Anh tỉnh rồi. Tôi đang ở đâu thế này? Cô là ai? Anh đừng cựa quậy, để em gọi bác sĩ. Alo, bác sĩ à, bệnh nhân phòng 103 tỉnh rồi thưa bác sĩ. Rất tốt, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần điều trị tích cực nữa là sẽ sớm lành bệnh và xuất viện thôi. Dạ, vâng, may quá, rất cảm ơn bác sĩ. Nhưng mà vụ va chạm khá mạnh khiến cậu ấy sẽ mất trí nhớ tạm thời. Việc phục hồi được trí nhớ nhanh hay chậm phụ thuộc ở gia đình và cậu ấy. Vâng, thưa bác sĩ. Toàn, Toàn ơi, cảm ơn trời Phật. Cuối cùng thì con cũng đã tỉnh dậy rồi. Mấy người là ai? Sao tôi lại ở đây? Toàn à, mẹ đây mà con. Mẹ của con đi. Con không nhận ra mẹ sao con? Vụ va chạm khiến anh Toàn bị mất trí nhớ tạm thời. Bác đừng buồn, bác sĩ nói anh ấy sẽ nhớ lại thôi. Chỉ cần chúng ta giúp anh ấy. Bác biết rồi, mày có cháu, không thì bác không biết phải làm sao. À, mà cháu về nghỉ ngơi chút đi. Từ qua đến giờ chắc cháu cũng chưa được nghỉ tí nào. À, vâng, vậy cháu về nhé bác. Chốc chiều cháu sẽ vào với bác và anh. Mẹ! Con vẫn nhớ phải không con? Con vẫn nhớ mẹ đúng không? Không sao, không sao. Mẹ sẽ giúp con nhớ lại tất cả. Là con đây sao? Đúng vậy. Con là đứa con ngoan ngoãn và dũng cảm của mẹ. Hãy cố lên Toàn nhé. Có mẹ ở đây rồi. Cháu chào bác. Em chào anh Toàn. Cháu đến rồi đó à. Cháu ngồi đây với Toàn nhé. Bác đi mua vài món nó thích ăn. Dạ vâng thưa bác. Mẹ nói với anh rất nhiều về tuổi thơ, những kỷ niệm về gia đình. Nhưng anh không thấy bà nói thêm gì về khoảng thời gian gần đây. Anh làm gì? Anh như thế nào? Tại sao anh lại bị tai nạn? Anh muốn biết. Mẹ không kể cho anh nghe cũng là có lý do đó. Anh bị tai nạn ở công trường khi đang chỉ huy về kỹ thuật thi công ở đó. Một sơ suất trong khâu vận chuyển khiến khối vật liệu đổ về phía đội kỹ thuật của anh. Anh là một kỹ sư xây dựng sao? Đúng vậy. Anh là một kỹ sư rất giỏi, một người bạn tốt. Nhưng không phải là một người con tốt như anh nghĩ. Anh mãi mê lao vào công việc với mong muốn thành công thật sớm để trở nên giàu có, phụng dưỡng mẹ già một cách chu toàn nhất. Anh đến công trường từ sáng sớm và trở về nhà lúc nửa đêm. Ngày cha mất, anh cũng không trở về kịp vì chuyến công tác xa nhà. Sau đó anh đã bị stress khá nặng, cộng với việc tình cảm đổ vỡ khiến anh càng vùi đầu vào công việc, đến mức như quên mất cả người mẹ cũng đang vô cùng cô đơn và cần anh hơn bao giờ hết. Khoảng thời gian khó khăn cho cả hai mẹ con ấy, mẹ anh không muốn anh nhớ lại cũng vì thế. Anh là một đứa con bất hiếu. Anh thật đáng chết. Anh cố gắng điều trị cho bình phục hẳn. Anh sẽ vẫn là một kỹ sư giỏi,
Đừng nghĩ đến lúc theo đuổi thành công được rồi mới báo đáp ba mẹ. Mẹ anh vẫn luôn yêu thương anh hàng ngày dù anh có thế nào. Và bà hạnh phúc khi có anh ở bên bà hàng ngày như ngày anh còn nhỏ. Chứ không phải mỏi mòn lo lắng chờ đợi đến khi anh thành đạt, anh hiểu không? Chắc hẳn em là vợ hoặc là người yêu của tôi. Anh xem nè, đây mới là người anh theo đuổi. Em thật ra chỉ là bạn thân của anh thôi. Vậy cô ấy, tại sao người luôn ở bên cạnh anh lại là em chứ không phải là cô ấy? Bởi vì chúng ta yêu thương người khác nhiều đến đâu, không có nghĩa là họ sẽ yêu thương ta nhiều như thế. Cũng như tình yêu thương anh dành cho mẹ, không bao giờ nhiều bằng của mẹ dành cho anh được đâu. Đó cũng là cách cô ấy khiến anh buồn, và anh làm em buồn phải không? Làm lại từ đầu, anh sẽ không để những người anh yêu thương và yêu thương anh phải chờ đợi nữa. Sự tích trái dứa. Ây, chói mắt quá. Đang ngủ ngon mà đói bụng quá. Thử xuống bếp xem có gì ăn không. Sao chẳng thấy có gì ăn thế này? Đói quá đi. Bà Mai Gia ơi, bà có nhà không? Ôi dào, người ta gọi tìm mẹ, chưa có tìm mình đâu. Việc gì mình phải lên tiếng. Bà Mai Gia ơi, cô Bina ơi, có ai ở nhà không? Ồ, cô Bina đấy à. May quá có cô ở nhà. Cô ơi, chị hai cháu bảo chạy sang mượn nhà cô cái cuốc, về để hai chị em cùng dọn cỏ ở vườn. Cô cho cháu mượn một lúc nhé. Tưởng chuyện gì, thế mà cứ gọi nhặn cả lên. Để cô xem. Vâng. Giờ đi lấy cuốc lại phải vòng tận ra vườn. Mà nhỡ đâu sáng ra mẹ ra đồng cầm cuốc đi rồi, thì có phải mất công không? Thôi kệ nó. Cô tìm rồi, mà sao cái cuốc nhà cô cũng đi đâu mất rồi ấy? Xem chừng chẳng có để cho cháu mượn rồi. Vậy à? Thế cháu xin phép cháu về ạ. À? Ừ, về nhé. Bina, mẹ về rồi. Con đợi mẹ mãi, con đói meo hết cả bụng rồi đây mẹ ơi. Trời ơi, sao con ở nhà mà không chịu dọn dẹp nhà cửa vào? Đói bụng thì tự mà nấu nướng, chứ đợi mẹ về nấu cho à? Thật là... Con chả thấy có cái nồi nào để nấu nướng cả. Ở bếp cũng có cây củi nào đâu. Nồi thì ở chạng, củi ở ngay cửa bếp, lúc nào cũng lý do không tìm thấy. Con đừng có viện cớ mà lười biếng nữa. À, thấy hôm nay mẹ không mang cuốc ra đồng ạ? Sao cơ, con lại hỏi cuốc xẻng làm gì? À, cũng không có gì. Chẳng là thằng bé Ginny nó sang mượn cái cuốc về, thấy bảo để hai chị em dọn cỏ. Con tưởng mẹ cầm đi rồi, nên bảo nó là không có ấy mà. Cái cuốc dựng ngay sau cửa bếp, con còn chẳng buồn ra nhìn mà bảo là không có luôn chứ gì. Nhỡ mẹ cầm đi rồi chẳng phải mất công tìm còn gì. Mà không có cuốc, chúng nó tự nhổ cỏ cũng có sao đâu. Trời ơi, Bina ơi là Bina, con không thấy xấu hổ sao? Hai chị em nhà đó bé thế còn biết đỡ đần công việc nhà cho ba mẹ chúng. Thế mà con lớn từng này rồi, chả giúp đỡ được gì cho mẹ. Đến tìm lấy đồ thôi cũng lười nữa. Hơ, tự dưng mẹ lại quay ra trách con nữa. Con ghét mẹ. Ôi, cứ đến mùa mưa là cái lưng già này lại đau nhất. Phải ngã lưng một lát mới được. Mẹ ơi, mẹ vẫn chưa nấu bữa trưa sao? Hôm nay trong người mẹ mệt lắm, con chịu khó nấu nướng nha. Sao cơ? Chẳng phải vừa nãy mẹ vẫn ra ra vào vào, thế mà giờ lại kêu mệt? Mà hình như trong bếp còn ít đồ ăn sáng. Thôi thì lát ăn tạm vậy. Sao lại đau thế này? Pina, con đâu rồi? Pina, Pina ơi. Có chuyện gì mà mẹ gọi con muộn thế? Mẹ đau lắm, không chịu nổi nữa. Con sắc cho mẹ thang thuốc với. Con chẳng thấy. Thuốc ở ngay cái hộp chỗ kệ tủ kia kìa. Thuốc hết rồi mẹ ơi. Nhưng mẹ đau lắm, con chịu khó chạy sang bên nhà bà Tê-sa lấy cho mẹ thang thuốc đi. Sang nhà bà Tê-sa giờ này á? Trời tối rồi mà mẹ, lại còn đang mưa lớn nữa. Đã phải sang bên nhà bà Tê-sa lấy thuốc về xong rồi lại phải sắc thuốc, thế thì có mà đến nửa đêm ạ? Không thì con sang nhờ bà Tê-sa sang thăm bệnh cho mẹ.
Sao cứ nhất thiết đêm hôm mưa gió thế này phải đi sang bà Tây Sa làm gì chứ? Mẹ chỉ cần gắng đến sáng mai thôi mà. Đã mấy canh giờ trôi qua rồi. Con bé sao đi lâu thế chứ? Không biết nó có gặp chuyện gì không? Pina! Ai gọi mình thế nhỉ? Ô, mẹ! Pina, chẳng phải mẹ nhờ con sang gọi bà Tê Sa về để lấy thuốc và thăm bệnh cho mẹ sao? Sao con lại nằm đây? Sáng mai sang bà Tê Sa cũng được mà. Mẹ chịu khó đợi có sao đâu. Trời ơi! Con có phải là con của mẹ nữa không vậy? Kìa mẹ! Con cũng định đi thật mà. Nhưng con... Tại trời mưa quá, con tìm mãi chẳng thấy cái nón hay là cái áo mưa đâu để mặc. Họa chăng con phải có trăm mắt thì mới có thể tìm thấy đồ vật hay sao? Mẹ thật thất vọng. Tại sao con cứ hay viện cớ cho tính lười biếng của mình thế chứ? Sao mà mẹ phải nổi giận như thế chứ? Con nói thật mà. Mẹ không tin con thì thôi, con đi cho mẹ vui lòng. Pina! Lúc nào mẹ cũng trách mắng mình được. Đã thế mình chẳng cần mẹ nữa. Không nhận ra sai lầm từ sự lười biếng của mình, lại còn bỏ đi khi mẹ đang bệnh nặng, Pina đã bị trừng phạt, biến thành trái cây lạ có hàng trăm mắt. Sáng hôm sau, mẹ Pina tỉnh dậy, không thấy con gái đâu, liền đi khắp nơi tìm kiếm. Pina! Pina ơi! Pina! Pina ơi! Đến khi về nhà, thấy trái cây lạ có hàng trăm mắt mọc lên từ lúc nào ở cổng, mẹ Pina sững sờ không tin vào mắt mình. Hóa ra lời bà nói đã linh ứng. Bà đau khổ khóc thương đứa con của mình. Về sau, trái lạ có hàng trăm mắt được người đời gọi là trái dứa. Những bông hoa dại. Qua xem kìa, cả một thế giới mới tươi đẹp làm sao. Ôi chao, mặt trời mới rực rỡ làm sao. Ước gì mình cũng được tỏa sáng lung linh như vậy. Bạn chỉ là một bông hoa dại, làm sao mà tỏa sáng được chứ? Mình chỉ là hoa dại, không thể tỏa sáng được ư? Ôi, bầu trời trong xanh và rộng lớn làm sao. Ước gì mình lớn lên sẽ được bao la như vậy. Thật là, các bạn hoa dại ơi, các bạn không thể lớn hơn được đâu, đừng mơ mộng nữa. Này bạn chim ơi, thế những bông hoa dại như chúng tôi có thể làm được gì? Chắc hẳn chúng tôi cũng phải làm được những gì to tát chứ. Làm được gì ư? Thì các bạn chỉ là những bông hoa dại thôi mà. Nở rồi lại tàn. Hoa dại thì làm được gì to tát chứ? Ừ, chào các bạn hoa dại. Xem kìa, các bạn đã nở rộ rồi. Chị gió ơi, chị gió. Chị thích thật đấy, được bay đi đây đó. Còn như chúng tôi thì cứ mãi sống cuộc đời bé nhỏ tẻ nhạt nơi đây. Ừ, được bay đi đây đó cũng thích thật đấy. Nhưng chúng tôi làm thân gió, cứ bay đi bay lại mãi, mà thực sự lại chẳng thuộc về đâu. Chẳng có lấy một mái nhà như các bạn ở dưới gốc cây cổ thụ này. Vậy sao? Chị gió ơi, chị bay qua những nơi như thế nào vậy? Hãy kể cho chúng em nghe với. Tôi cứ bay dưới bầu trời thôi. Từ trong rừng xanh bay đến biển cả này, rồi đến các thung lũng, làng mạc. Đúng rồi, các bạn chỉ cần nói mình thích đi đâu. Đến cuối mùa, tôi sẽ mang hạt của các bạn đến đó. Rồi khi hạt mầm lớn lên, bạn sẽ thuộc về nơi đó. Thật vậy sao? Đúng vậy, cho tôi theo nữa. Tôi nữa, tôi nữa. Được, tôi sẽ gọi các bạn gió nữa của tôi. Chúng tôi sẽ đưa tất cả các bạn đến nơi mà các bạn muốn. Tốt quá, cảm ơn chị gió. Chúng mình sẽ đi đâu nhỉ? Ôi, ngoài thế giới bao la tươi đẹp, chỗ nào tôi cũng muốn tới. Này, cậu hãy đến chỗ dòng sông đi. Đó là nơi các dòng nước cùng nhau hội tụ. Đó chính là nơi tôi sinh ra trước khi kết tinh trên bầu trời để tạo thành mưa. Các cậu cũng có thể đến nơi đầu nguồn. Có rất nhiều dòng suối, róc rách ngày đêm kể chuyện vui lắm. Ôi, tuyệt ghê! Các
bạn có thể nhờ gió bay cao lên trên các tầng mây. Được ở trên cao nhìn xuống cũng tuyệt vời lắm. Cũng tuyệt đấy, được bay tít trên cao rồi nhìn xuống cơ mà. Ở phía bên kia ngọn đồi có một khu rừng rất tuyệt luôn. Tôi hay dừng chân bên đấy lắm. Wow. Không thì các bạn có thể đi về phương Nam. Các chị chim năm nào cũng bay về đó. Ở đấy nắng ấm chan hòa, cảnh vật phong phú. Thích thật. Tớ sẽ chọn đến chỗ các dòng sông. Tớ sẽ đến phương Nam. Còn tớ sẽ bay lên trên các tầng mây. Còn cậu, cậu sẽ đi đâu? Tôi vẫn chưa chọn được. Đâu cũng tuyệt cả. Nhất định tôi phải chọn một nơi thật vĩ đại để tới. Được rồi, nhớ chọn thật chắc chắn nhé. Vậy là ngày mai, các bạn gió sẽ đến mang mọi người đến những nơi khác rồi. Mình sẽ bay đến đâu nhỉ? Bạn hoa vàng ơi! Bạn còn chưa ngủ sao? Xin lỗi đã làm bạn giật mình. Ngày mai các bạn đi rồi, tôi chỉ muốn tranh thủ nói lời cảm ơn thôi. Cảm ơn? Sao lại cảm ơn tôi? Bạn thật vĩ đại. Vĩ đại ư? Chắc bạn nhầm rồi. Tôi đâu có rộng lớn như bầu trời. Đâu có tự do bay lượn đi đây đi đó như các bạn mây, gió và mưa đâu. Bạn không to lớn như bầu trời, nhưng tất cả các bạn đứng bên nhau tạo nên một thảm hoa mượt mà và rực rỡ vô cùng. Chính vì có các bạn mà thung lũng của chúng ta mới trở nên đẹp đẽ đến vậy. Các bạn không biết chứ, lúc trước khi còn ở trên cây nhìn xuống dưới, tôi luôn háo hức chờ đợi các bạn nở hoa. Đến khi các bạn cùng nở rộ rồi, mỗi ngày mở mắt thấy các bạn, tôi đều rất vui và hạnh phúc. Thậm chí đã có lúc tôi ước được là các bạn đấy. Tuyệt quá! Nào, bay đi thôi nào. Kìa, còn một bạn hoa vàng. Bạn muốn đi đâu? Tôi sẽ ở lại. Ở lại? Bạn chắc chứ? Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ nhé. Còn tôi sẽ ở lại đây. Bạn đã háo hức đợi đến lúc được bay đi lắm mà. Sao giờ bạn lại quyết định ở lại? Tôi cũng mới hiểu ra thôi. Ở đây tôi đã có một mái nhà rồi. Vậy nên tôi sẽ ở lại. Để mùa sau thung lũng này vẫn có những bông hoa khác tiếp tục bọc lên và sống hạnh phúc ở đây. Sống hạnh phúc ở đây? Đúng vậy, tôi sẽ nói cho các bạn hoa dại nhỏ bé mùa sau rằng không cần phải đi xa. Phải đến những nơi nào đó mới có thể trở thành vĩ đại hay có cuộc sống ý nghĩa. Chỉ cần các bạn được sinh ra, cho dù là ở đâu, sống một cuộc đời vui vẻ, chan hòa, dù nhỏ bé cũng đã thật vĩ đại rồi. Tôi cũng ở lại. Tôi cũng ở lại. Năm sau thung lũng không thể thiếu màu hồng dù nhỏ bé được. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!